Cứ lên bình tĩnh, lên từng bước một. Đấy, nhảy đi. Sao mai đây phải điện đấu thẳng từ cột vào, phải chạy dây to tới đây ba bốn độ xem đứt cột gì của cô tới lái hai chân phần đúng rồi. Cái này là chuyện bình thường, hai cái này nó zip kinh lắm. Lên cùng như thế làm sao mà chả kéo điện, kéo gì lắm. Nó sập chặn biến áp xuống thì chết đấy. Quá tải cái nó nhảy. Và nó khủng lồng ở chỗ này. Kêu cả chưa? Kêu cả rồi nhưng mà nó đang nhảy điện. Lấy cái dây khác. Ôi giời, cái ổ lý hoa đấy làm sao mà chịu được. Không sao được. Không khỏe. Bây giờ lấy cái ổ nhảy ra đi. Nhảy áp cái luôn. To nhảy ngay. Cái ổ chính là ổ nào? Nó mà sập chạm của xóm chả có gì. Cơm nó không. Đây thì có mỗi ấy thôi. Mỗi đánh mỗi mấy con này thôi. Không dây được. Đánh một lúc nó chảy dây này ngay. Dây này làm sao chịu được. Dây này không được 1000 W. Cắm được một lồi cơm. Thế để lấy cái ổ. Cái gì là không đem sang ổ to, ổ chữ nhật, ổ sứ luôn. Ổ là phải ổ chữ nhật, ổ sứ. 2 x 10. Cái này là 1.800 một cân. Cái này là 1.800 một cân. Cái này là 1.800 một cân. Đúng rồi. Đấy, một kênh nó chập vào đánh một đôi này. Ừ. 1.800 một kênh nhưng mà em ấy nó lên phát lên 2.000 luôn, nếu chập đôi vào 4 ôm 3.000 mấy, nếu đánh 4 ôm mà lên 3.000 luôn, 4 ôm nó lên nó khác luôn. Nếu mà đánh một kênh một loa em cứ thấy nó rất bình thường, chập đôi nó khác. Khóc nỗi đau này.